13 tháng 6 năm 2016. Cái giây phút hạnh phúc nhất của mèo mẹ chính là lúc mà con đã biết nghịch đuôi. Mèo mẹ lúc này đang là vừa là đùa với con, vừa là dạy võ cho con. Trong cái đó là bạn mèo con nhìn thấy một đối tượng khác đến thì lại thấy đùa lại thú vị hơn, nên là không thèm đùa với cái đuôi nữa. Mèo mẹ sau khi dình chuột cả đêm ở đây mệt, đã từng đến mệt vẫn đang nằm nghỉ. Khà 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 khà. Bố con nhà tôi chỉ có chơi với mèo. Trong đó thì hai tên khác đang nằm canh cái bịch gạo cho gia đình. Nếu như có một đàn chuột mà ngộ nghĩnh thì sẽ khênh hai tên này ra chỗ khác để nó bê gạo, tên này cũng không biết gì. Đấy là bảo vệ thời hiện đại. Và bây giờ thì chú ấy không đùa với cái đuôi nữa, và chú ấy đùa với cái đầu của mẹ. Đấy, đùa hẳn tận trên đầu. Đấy, và mẹ mẹ thì rất dễ. Trong đó tên này lại nghịch cái đuôi đằng sau. Bạn mướp, bạn bò sữa đen kia đấy, bạn ấy đang đùa, đùa đi đùa lại loanh quanh và bạn tìm cái tí, cứ đùa chán một vòng vòng lại vào tìm cái tí. Đấy, lại vật nhau thế. Hết.